Hô tiếng Việt không vậy? Hô tiếng Việt. Bây giờ đoàn của những người Việt Nam sẽ vô cái tòa đại sứ Việt Nam ở Washington DC để trao lá thư để kêu gọi thả những cái tù nhân lương tâm và tôn giáo ở Việt Nam. Đoàn gồm những người theo đạo Cao Đài, theo Tin Lành Công giáo. Đại sứ quán Việt Nam ở DC. Chúng tôi đến đây để đưa thư. Làm ơn mở cửa. Chúng tôi là phái đoàn đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự và bảo vệ quyền lợi tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi đến đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Và đây là một phần trong cái chương trình Global Campaign for Religious Prisoner of Conscience. Tất cả các cái tổ chức quốc tế tham gia ký tên ở trong cái thư này kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho các tù nhân tôn giáo tại Việt Nam, mà điển hình là Yvon Pierre, một người đạo Tin Lành, anh Nguyễn Bắc Truyền là đạo Hòa Hảo, ông Bùi Văn Trung đạo Hòa Hảo và Nguyễn Văn Hóa là đạo Catholic cùng các tù nhân tôn giáo khác. Những người này bị bắt chỉ vì họ thực thi quyền tự do tín ngưỡng,
mà được quy định theo Điều 18 của Công ước Quốc tế. Và Điều 18 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, cũng như theo Hiến pháp của nước Việt Nam và Luật Tự do Tín ngưỡng và Tôn giáo. Cho nên chúng tôi gửi theo những cái copy này và một số những cái thông tin về những người cộng dân này, cùng với lá thư chung của các tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo, gửi đến cho ông Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và nhờ ông chuyển đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời chúng tôi cũng có một lá thư chung của các tổ chức và cá nhân để yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải gỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với Mục sư A Đảo, vì Mục sư A Đảo được mời đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo nhưng đã bị quản thúc tại gia. Và vì như vậy, vì sự vắng mặt của ông, cho nên chúng tôi sẽ đặt một cái ghế trống và đặt một cái hình của ông để biểu trưng là ông dù bị cầm tù về thân xác nhưng mà tinh thần của ông vẫn ở đây, và tất cả mọi người tham dự hội nghị vẫn có lòng liên thông và đoàn kết với ông. Cho nên chúng tôi đến đây bấm chuông vài lần và gõ cửa và gọi nhưng mà không có ai trả lời, cho nên chúng tôi sẽ để lại lá thư này cho quả đại sứ. Quay phim chụp hình lúc mình đút cái thư này vào dưới. Are we allowed to slide it under the door? And they started from the same book. Xin chào 500 khán giả của đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi đang đứng trước cái cổng đứng trước cổng văn phòng của Đại sứ quán Việt Nam ở DC, nhưng mà phái đoàn tới đưa thư nhưng mà không có ai ra mở cửa để chúng tôi đưa, nên cái phái đoàn này họ đã được để lại cái lá thư trước cửa. Đây là phái đoàn của những người Việt Nam sẽ tham dự cái hội nghị tự do tôn giáo quốc tế ở Washington DC. Tự do trong việc phát triển. Tự do. Tự do tôn giáo. Tự do. Tự do tín ngưỡng. Tự do. Tự do cho việc văn hóa. Tự do cho việc văn hóa. Tự do cho yêu thương Việt Nam. Tự do cho yêu thương Việt Nam. Tự do cho toàn thể các tù nhân lương tâm tôn giáo tại Việt Nam. Tự do. Các tù nhân tôn giáo tại Việt Nam. Tự do. Tự do. Can you take a picture of this? Can you take a picture of it? It's pushed down to focus and describe the frequency. And make sure to get the sign in the back. Đây có ở phía ngoài là có một số phái đoàn của đạo Cao Đài, của những người người Mông, những người người thượng ở Tây Nguyên cũng tới đây ngày hôm nay để mà đưa cái yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo ở Việt Nam. Họ chỉ bị bỏ tù vì họ thực hiện những cái quyền
ôn hòa của mình. So I can escort you all to the embassy in Vietnam. You guys are done? The defense attorney. Oh, job mate? Okay. Bởi vì chúng tôi tụ tập ở bên ngoài và chúng tôi tin tưởng rằng là một quãng thời gian khá là lâu như vậy thì bà và họ đã được tiếp xúc với nhau và đã hai bên đã ngồi xuống để có thể trao tư việc giải quyết không phải là có vấn đề mà ít nhất là bà nói những cảm nghĩ của bà như thế nào về cái việc mà bà tới tận đây để trao bức thư thay đại diện cho cả một đoàn người để trao bức thư nhưng mà bà đã không thành công được cái việc đó. Cái điều đó thì cũng không có phải là một điều mà mình nghĩ gì lắm. Dĩ nhiên là có sự thất vọng, tại vì đã là mở một cái văn phòng đại sứ thì có nghĩa là mình đến với cái vị trí ngoại giao, mình muốn cho mọi người muốn liên kết với lại các quốc gia dân tộc khác. Ở đây không phải là chỉ là phải là Việt Nam mà phải là các quốc gia khác, các quốc gia khác cũng đến đây để tham dự hội nghị của mình do tôn giáo. Và cái global campaign for religious freedom là một phần của cái hội nghị đó, cho nên chúng tôi đại diện cho nhiều tổ chức ký tên trên những cái học viện thưa bà, nói đến cái tính liên thông toàn cầu thì tôi biết là cái cuộc tuần hành của chúng ta ngày hôm nay đã đi tới hơn 10 tòa đại sứ khác nhau và tôi biết rằng là đã có một số tòa đại sứ họ đã có cử nhân viên ra tiếp nhận cái bức thư này. Theo bà thì bà bình luận thế nào về thái độ của các cái tòa đại sứ, trong đó có tòa đại sứ Việt Nam không tiếp nhận bức thư của mình, trong khi đó thì đã ít nhất có một vài tòa đại sứ đã tiếp nhận. Đúng rồi, đó là cái sự đáng tiếc mà phải nói, tại vì chúng tôi đến đây với cái sự ôn hòa và trình bày một cái vấn đề theo một cái phương pháp văn minh lịch sự, chúng tôi chỉ trao một cái bức thư nhưng mà họ cũng không có trao đổi được với chúng tôi. Chúng tôi đang đi làm đến và một cái khác sau khi chúng tôi bấm chuông thì các nhân viên đến nói chuyện với chúng tôi trước cửa hàng thôi và họ lại đem hàng và gửi đến các công ty của họ, thì đó là một ít nhất là chỉ dấu thiện chí chứ không là họ sẽ giải quyết. Hai câu hỏi cuối cùng dành cho bà. Câu hỏi thứ nhất là bà sẽ hành động như thế nào hoặc là nhóm của các bà sẽ hành động như thế nào trước những cái việc mà tiếp nhận hoặc không tiếp nhận của chúng ta. Điều đó là không thể đổi được cả, tại vì bây giờ trong cái phần truyền thông toàn cầu như thế này, nhất là tại một cái buổi họp hội đồng đại diện tự do tôn giáo, nhưng mà cả hàng ngàn những người đang đến, chúng tôi sẽ không mang này làm gì cái chương trình dày đặc và phái đoàn Việt Nam sẽ có hàng loạt những cái buổi hội thảo cùng với lại đại diện của các tổ chức liên quan và hội Phật tôn giáo quốc tế cũng như các tổ chức, thì chúng tôi có nhiều việc để cùng trao đổi những kinh nghiệm và học hỏi cùng nhau. Thành ra cái vấn đề mà chủ tư cho các tổ chức thì cần một cái hình thức thôi.
vậy chúng tôi vẫn có thể gửi email, chúng tôi vẫn có thể gửi thư đến thì họ cũng đã tiếp nhận. Cho nên cái cách trốn tránh pháp luật đó là không có mang vô hình lại trở thành một chứng cứ đúng không ạ? Về một chỉ dấu đàn áp tôn giáo. Đến đồng là sư đã được ban tổ chức được dẫn hai đứa tham dự, nhưng mà ngay sau đó thì bị chặn lại thị trường, cấm xuất cảnh và không những vậy còn bị quản thúc quốc gia. Nhưng mà điều đó không ngăn cản người, tại vì toàn thể các cái khách tham dự đều đã biết về điều đó và đã ký được thư chung. Thì đó là thư chung mà vừa rồi cũng có chuyển đến cho bên Cộng sự Việt Nam, nhờ chuyển đến cho Cộng sự Phạm Chính, nhưng chủ tịch nước sẽ có trường hợp đó. Và tại hội nghị chúng tôi sẽ đặt cái ghế cho và đặt rằng một sư ra đảo, thì tuy ông ta thân xác đang bị quản thúc tại gia, nhưng mà tinh thần của ông ta thì vẫn còn tự do, và tất cả chúng tôi đều học được liên thông và có sự kết nối đối với lại sư ra đảo. Nhắc tới việc ông A Đảo không được tự do xuất cảnh để tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về tôn giáo năm 2022 thì tôi lại nhớ tới hình ảnh của ông bà Nguyễn của ông Nguyễn Phát Truyền. Thế thì cái tình hình của ông Nguyễn Phát Truyền và vợ của ông Nguyễn Phát Truyền có tới được tham dự hội nghị không thưa bà? Vợ của Nguyễn Phát Truyền cũng đã bị cấm xuất cảnh từ mấy năm nay, mặc dù năm nay là hai vị đồng chủ tọa của hội nghị này đã gửi thư mời, nhưng mà cái lệnh cấm xuất cảnh thì vẫn đang có hiệu lực và mà bị kiên trì có những phương chính thức để mà yêu cầu cho biết cái tình trạng mà có được xuất cảnh hay không thì phía bên Việt Nam hoàn toàn không có hồi đáp gì cả. Thì một lần nữa mặc dù vậy là bị kiên trì không thể có mặt ở đây, nhưng mà đây là có một cái tín đồ của Phật giáo mà đã có gia cầm tại Đô Lát Trị cũng sẽ là đại diện cho cái tinh thần của người Phật giáo Hoàng Hảo Phất Diệu. Và bản thân tôi là cầm tấm hình của ông Bùi Văn Trung cùng với con trai là Bùi Văn Thông, cả gia đình 5 người chỉ vì cũng như một giáo đoạn chỉ vì không có chịu kể tới cái đặc trạng tại gia mà bị cả nhà cầm tù tư án hơn 22 năm tù. Phía sau tôi là hình ảnh của em đã một cái em trẻ người công giáo rất là tận tụy nhiệt tình trong giáo xứ và những cái tình nguyện, nhưng mà chỉ vì đưa thông tin về cái vụ Nguyễn Phong Hoa Sang mà bị bắt bị tra tấn cầm tù và tuyên án 7 năm. Nguyễn Văn Hóa có phải là phóng viên của RFA tiếng Việt không thưa bà? Theo chúng tôi là được biết như vậy, nên Nguyễn Văn Hóa được sự thông tin trở lại với câu hỏi chính cùng chính trước đã hỏi bà đấy nè. Ở tại Việt Nam đấy thì chúng tôi thấy rất là nhiều hình ảnh mà khi chúng tôi biểu tình thì có cảnh sát đi theo. Thế thì bà và ở đây chúng tôi cũng gặp rất là nhiều cái hình ảnh cảnh sát, nhưng nó có hai cái hình ảnh trái ngược, đó là khi chúng tôi biểu tình ở Việt Nam thì chúng tôi bị bắt bớ, còn ở đây thì cảnh sát nở một cái nụ cười thân thiện và giữ đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Và có bình luận gì về việc này? Công an Việt Nam thì theo dõi các mớ tôi lên xe buýt bắt về một tôi luôn. Còn ở đây thì cảnh sát theo chúng tôi cần biết người lái xe đi qua những cái ngã tư mà gặp lúc mà xe lưu lượng cao thì đâu mình dừng và điều tiết giao thông. Thì tôi năm qua mà gặp lại thì những cái lần chúng không có điều bất lợi, cho nên đó là cái khác biệt. Cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn. Mình cảm ơn một lần nữa. Tôi mặc cái áo này đã 5 năm rồi. Điều đó có nghĩa là sau cầu một cái bất tử hay được chỉ như các bạn đang cầm tù. Thì tiếng nói của họ đã được có mặt. Where is the Nguyên Bắc Truyền? Tôi đã mặc chiếc áo này khi mới bắt chuyển từ Bắc Cốc trên đường phố và đường giam. Không ai biết tin tức gì trong 6 tháng. Tôi đã mặc cái áo này đến mọi người sau. Và đến nay bà vẫn đi tìm ông ấy phải không? 2007 Manila, 2008 Bangkok, 2019 Geneva, 2022 Washington DC. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đi, vẫn còn tiếp tục mang được những tiếng nói của bác sĩ đi khắp nơi trên thế giới. Cho đến khi nào bà thấy được ông ấy đúng không? Thấy được sự tự do. Trong chương trình của Hồng Thường đấy là chúng tôi có một cái buổi hội luận về làm thế nào để xây dựng một cái chiến dịch toàn cầu để bảo vệ quyền tôn giáo. Thì chúng tôi cùng các bạn như Hội Đồng Tư Việt Nam, ADF International và luật sư Sharim sẽ trình bày về cách chúng tôi lối kết để xây dựng một cái chiến dịch như thế nào mà nó là global, nó là toàn cầu, nó là sustain, nó bền vững và nó escalating, nó sẽ gia tăng. Chúng tôi sẽ đi từ cấp khu vực lên cho tới diễn đàn quốc tế và sẽ tiếp tục tham gia. Ngay sau cái hội nghị này là cái hội nghị tự do tự chủ ở bên London. Bà có thể cho biết là tình hình của ông Nguyễn Bắc Truyền hiện nay ở trong tù như thế nào? Nhưng mà khi gia đình tới ông gặp thì lại bị rất là dễ dàng. Rồi những cái người đó mặc dù họ đã bị
kết án, tuyên án tù. Nhưng mà khi mà bị giam tù thì như một bị giam tù phản giáo ép là phải hướng dẫn tù. Và tôi vừa mới đọc được một cái bản thảo cảnh giác đường gửi về đánh giá bị bắt tù rất kém, và vì bị bắt viện vẫn kiên quyết không nhận tội và vẫn nói là mình chỉ là hoạt động để đổi xuống cho việc do tôn giáo và phản động sai, cho nên bị đánh kém. Khi mà đánh kém thì ai sẽ được chuyển lên, có thể bị biệt giam, có thể bị giảm khẩu phần ăn, hoặc là bị những cái hình thức mà những trường phẩm khác. Thì nó là cái định lý, tại vì nếu mà đã xử án, đã kết án thì đã tuyên án rồi, tù thì tại sao mới ép người ta phải nhận tội? Điều đó đã nói lên là cái tính chuyên nghiệp của cái hệ thống công quyền tại Việt Nam cũng như là sự thật. Dạ. Bà tới cái hội nghị tự do tôn giáo quốc tế lần này thì bà có muốn gửi cái thông điệp gì cho bên ngoài cũng như thế giới về tù nhân lương tâm ở Việt Nam không? Tất cả chúng ta đều có thể làm một cái điều gì đó cho họ, cho dù là nối kết với gia đình để cho họ không có bị quá cô đơn. Khi nào mà một cái người tù như vậy thì gia đình cũng có nhiều áp lực, cho nên chúng ta có thể nối kết. Hoặc là những cái điều mà đơn giản nhất là gửi thư và nhắn tin cho gia đình để an ủi, hoặc là giống như vậy nè, tham gia của chúng tôi có những cái buổi mà chúng tôi kêu gọi gửi thư chung thì hãy chia gửi thư chung cho các nhiệm để làm. Thì trong cái hội nghị này chúng tôi có ghi một vài postcard cho các tù nhân tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi sẽ kêu gọi tôn giáo những người đang tham dự cùng chúng ta, chúng ta sẽ gửi thư chung cho họ. Thì đó là cái thứ mà em thấy xa để mà sửa ấm cái tinh thần của họ, để tâm lấu tinh thần của họ. Cho nên tất cả chúng ta đều có thể tham gia bằng cái cách riêng của mình. Nói lớn. Dạ. Xin ông giới thiệu một chút về cái bản thân của mình. Dạ. Tên tôi là Hoàng Chí Minh. Tôi đến từ Việt Nam, tôi là người Mông ở Việt Nam, tỉnh Điện Biên. Nguồn gốc của tôi là ở tỉnh Hà Giang. Nhưng mà sau đó tôi bị bắt bớ ở Hà Giang, ở huyện Sứ Mệnh tỉnh Hà Giang, thì tôi chạy sang Điện Biên Phủ. Sau đó bố tôi đã bị trục chết ở tỉnh Lào Cai. Cho nên là đến năm 2005 thì tôi hỏi vô tôi vào tù trong 9 năm ở Điện Biên Phủ. 2005 thì tôi chạy ra sang Thái Lan để xin tị nạn. Thì 2008 tôi đến Hoa Kỳ. Hiện nay tôi đang định cư tại Hoa Kỳ. Cái mục đích tôi tới đây là cái văn phòng của Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ hôm nay là ngày 28 tháng 6 2022. Cho nên là tôi đến đây là lý do vì ở Việt Nam dân tộc Mông chúng tôi đang bị đàn áp về nhà của Việt Nam đối với tôn giáo. Cho nên là chúng tôi làm theo đạo thế này. Hiện nay cũng đã nhiều người đã bị bắt và thu hết tài sản đất đai toàn bộ. Vì vậy hôm nay tôi sẽ đến ở Washington DC, ở chỗ văn phòng của Đại sứ quán Việt Nam để đòi hỏi về quyền tự do quyền con người và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trước đây là Việt Nam chỉ có chỉ thị tôn giáo và chưa có luật tôn giáo, nhưng mà hiện nay Việt Nam đã ban hành luật tôn giáo đối với 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà trong đó họ cũng tiếp tục đàn áp những tín hiếu ở trong Việt Nam đối với người Mông và người Tây Nguyên. Đa số dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã bị bắt ở các nơi. Vì vậy hôm nay chúng tôi đưa cái vấn đề của chính nhà người Việt Nam, chính phủ Việt Nam họ đàn áp tôn giáo đối với dân tộc thiểu số, cho nên ở đại sứ quán đây. Nhưng mà chúng tôi đến đây là đại sứ quán nó đóng cửa, nó không tiếp nhận một cái gì nào hết. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng những tiếng nói của chúng tôi và sẽ lên cho đến tiếng nói của chúng tôi sẽ đến ở Đại sứ quán Việt Nam và chính phủ Mỹ cho Việt Nam họ sẽ thấy việc họ làm mà không đúng theo cái luật họ đang thành ra. Cái đó là theo ông nói thì người Hờ Mông theo đạo Tin Lành mà vì sao mà chính quyền Việt Nam lại đàn áp không?
cái mục đích là chính quyền Việt Nam đã với lại bằng đặc biệt là chúng tôi là họ quên một cái từ là phản động và lợi dụng bên ngoài từ bên ngoài vào, và thứ nhất là những người theo tên là họ quên là thành lập Vương quốc Mông để chống lại cái nhà Việt Nam, họ luôn luôn đưa cái đó vào cái tuổi phản đảng ác của người Mông. Nhưng mà thực sự là mình có muốn thành lập Vương quốc Mông hay là gì không? Chúng tôi chỉ theo đạo thì lại chưa nghe cái những cái điều đó. Rồi ông có biết cái trường hợp cụ thể nào về đàn áp người Hờ Mông gần đây không? Bây giờ tỉnh Nghệ An đang bị đàn áp với người Mông ở tỉnh Nghệ An. Hôm qua, hôm nay đang bị tôi nắm rất là nhiều tin tức ở đó. Họ thu hết tài sản đất đai của những tín hiệu tự lại ở tỉnh Nghệ An. Thì họ còn tung lên mạng bảo là chúng tôi vô khống với chính phủ, nói xấu về chính phủ. Chính phủ chưa được làm như thế. Nhưng mà bây giờ có 3 gia đình đã đổi ra khỏi nhà, chưa có nhà cửa được. Mà chúng tôi cũng chưa biết cái đó thì như thế nào, mà không phải là tình chỉ hôm nay đang có sự đàn áp ở tỉnh Nghệ An. Ông có thông điệp nào muốn gửi tới chính phủ Việt Nam hiện nay không? Dạ, tôi muốn nói cho chính phủ Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam, thực sự ra Việt Nam đã ký kết và ký công ước quốc tế, thì chúng tôi mong chính phủ Việt Nam phải tôn trọng về cái lời hứa của chính phủ Việt Nam đã ký vào công ước quốc tế. Nhưng mà và sau đó là chúng tôi là người dân ở trong nước, chúng tôi thấy cái công ước quốc tế thì Việt Nam đã ký rất là nhiều điều, nhưng mà chưa có sự tự do cho dân tộc chúng tôi ở nước. Thì cái điều đó là cái điều Mông, dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông hoặc là dân tộc thiểu số người ở Việt Nam phải hiểu biết cái điều đó. Cái nào chính phủ làm đúng thì chúng tôi ủng hộ và tôn trọng, còn cái nào chính phủ làm sai hoặc là không đúng thì chúng tôi phải đấu tranh để cho nên chính phủ phải thay đổi cái điều đó để sớm được tự do cho nước Việt Nam. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn ông. Okay.